Mình à, tôi nghĩ là phải có sự thay đổi đột phá, chứ cặm cụi với lúa với khoai thì bao giờ mới khá lên được. Nhiều cỏ giả quá. Nhưng mà biết làm gì bây giờ? Các cụ vẫn bảo phi thương thì bất phú. Nhưng mà phi ngu là mất hướng đấy. Chưa làm mình đã hãm. Nhưng mà tiền đâu mà đầu tư làm ăn? Thì nhà mình cũng có một ít. Để tôi rủ chú hai góp thêm tí vốn vào đầu tư. Liệu có ổn không? Vợ chồng cô chú uống nước đi. Em mời hai bác nha. Nước ngọt quá. Thế anh chị gọi vợ chồng em sang đây là có chuyện gì? Tôi với anh nhà chú cũng chăn trở một việc này cũng đã lâu. Hôm nay triệu hồi hai vợ chồng đến đây để cùng bàn chiến thuật. Anh tính là chúng ta sẽ đầu tư góp vốn vào thị trường trứng trứng vịt đấy. Xây dựng thêm một tập đoàn gà, đào ao thả cá mấy mà giàu đâu. Chứ cứ cặm cụi theo đít con trâu thì ngàn năm vẫn khổ chẳng ngẩng đầu lên được với ai. Bác nói chí phải. Đời thay đổi khi con người thay đổi. Phải đầu tư thì mới giàu được. Duyệt. Em ủng hộ cả hai tay. Nhưng em cũng xin có ý kiến thế này. Tiền lãi chia chác thế nào để em còn chuẩn bị bao đựng tiền? Chỗ nhà tôi với nhà chú Thím lo cái gì? Không để thiệt đâu mà sợ. Mình thấy chưa? Đầu tư có mấy tháng mà ngan gà đã một đội tuyển. Tiền thì mấy mà thành quyển. Kể ra thì cũng có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng mà vợ chồng nhà chú ngao lười lắm. Tiền thì chia đều, mà làm thì chảnh mảng. Chán. Mình làm anh làm chị, làm hơn các em nó một tí thì vấn đề gì? Nít đi. Đã là cùng làm ăn thì cũng phải chung tay góp sức. Tiền cũng muốn hưởng lại còn muốn nhàn. Thì nghỉ đi. Chúng với chẳng đụng mệt hết cả người. Đợt này thấy cũng bán được nhiều ghê mà. Hai bác chia cho nhà mình cứ ít ít thế nào. Ai mà biết được. Tí nữa bảo ông Bài đưa sổ cho mà kiểm tra. Không khéo biển thủ thật chứ đùa. Chị đang dọn dẹp đấy à? Luôn chân luôn tay chứ có được chơi như ai đâu. Chị ơi, người trong gia đình với nhau có vấn đề gì thì chị cứ nổ luôn tiếng Việt đi, nói sách mé làm gì. À thế thì tôi cũng nói luôn, đã là chung đụng với nhau ấy thì cùng nhau sắn vén vào mà làm. Không có cái kiểu là thích thì làm, không thích thì thôi. Ngồi chơi xơi nước tiền nó không tự dưng nó chui vào túi đâu. Làm nhiều thì hưởng nhiều. Nhà này được bao nhiêu đâu? Tiền bạc là phải rõ ràng, lúi hú đút túi là không hay đâu. Này, chú ăn nói cho cẩn thận nhá, tôi không thèm nhút nửa xu của nhà chú đâu nhá. Chả biết ma ăn cỗ lúc nào. Tốt nhất á, hai vợ chồng chú mày nghỉ đi, tách riêng ra mà làm cho rảnh háng. Bao nhiêu vốn liếng, chị đưa hết cho nhà tôi cũng chẳng bó gì đâu. Đúng là cái loại chó già giữ xương. À, con này mày láo à, sư bố mày. À, bỏ ra, ấy ạ, bỏ ra. Chị bỏ ra, bỏ ra. Dài. Ôi giời, cái gì người ta cũng có thể chung lòng, chung sức. Mà sao chung tiền, chung vốn nó lại khốn đốn đến thế?
Dừng lại đi không mất tình anh em. Trời ơi tiền với bạc